bắp bắp. Giới thiệu với anh em một em mộc tuyển các bác nhá, một em một họa mi mộc tuyển này. Chim thì em nuôi được khoảng hơn một tháng lồng các bác nhá, rất là già rừng luôn. Anh em nào thích có thể mang em này về gột chiến được các bác nhá, quay cho các bác xem, hàng đẳng cấp luôn các bác nhá. Anh em yên tâm là hàng rất là đẳng cấp đấy các bác nhá. Mặt mũi con này rất là gấu luôn. Chim rất là đẹp quá. Chân này các bạn này, chân rất là già rừng các bạn nghe con này, rất là già rừng luôn. Đấy. Thái lộ lửa lên nha các bác nhá, lửa đang lên rất là tốt luôn các bác nhá. Anh em nào lấy con này về gột chiến được các bác nhá. Kích lửa lên nha các bác nhá. Chim mà rất là muốn hót rồi các bác nhá, nhưng mà nó vẫn còn ở gần, em đang ngồi rất là gần thôi nhá. Anh em nào bộ kích con này thì alo cho em nhá. Số điện thoại của em là 0974648999 các bác nhá. Chim đang nhốt vào học này các bác này. Các bác nếu mà có nhu cầu mua cái học này thì bên em vẫn bán các bác nhá, cái học nhốt mồi này. Học này thì bên em bán là 250.000 một chiếc các bác nhá. Em thử suy máy. Nói chung là thái độ rất là tốt rồi. Anh em về anh em thoải mái, anh em gột, anh em chơi con chim này rất là đẳng cấp các bác nhá. Mắt rất là đẳng cấp luôn, mắt rất là khiếp quá. Các bác nhìn mặt nó nhá, thì có thể thấy là em kích cho nó hot nhá, quên mất ạ. Đấy, qua thấy không, hót ngay, nhưng mà mỗi cái là chim nó chưa được căng hẳn, nó vẫn còn sợ người mấy. Bổ tố chất các bác nhá, bổ siêu tố chất luôn. Ai bác nào bổ kết thì liên hệ cho em nha các bác nhá. Em mà ship toàn quốc thôi nhá. Rồi, em xin phép dừng video đây nhá. Bác nào bổ kết thì alo cho em nhá. Chào tất cả các bác nhá.